Chuẩn bị chưa? Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Mẫn nè. Thì chiều nay Mẫn sẽ đi thăm vớn nha cả nhà. Và trước khi thăm vớn thì Mẫn phải, nếu mà Mẫn đi bằng sườn thì Mẫn mới lôi cái sườn ra nè. Lôi sườn ra nè. Mưa hồi tối hôm qua tới giờ luôn, tới giờ vẫn còn mưa luôn. Rồi thì tát nước sườn cái đã. Giờ cả nhà cùng Mẫn đi nha. Trời ơi. Đi không đen, đi đi nè, đi xuống đi lên, xuống sườn, xuống. Đúng rồi, xuống. Đi dục. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vậy mà cái nó lá đó nó không biết. Ủa nó đâu vậy? Mình chia cái chỗ ngồi cho nó. Ai về đâu? Hồi nãy là tính là người ta bơi xuồng là không có lội nước đâu. Thì ước mình cũng giống như lội nước luôn. Hết rồi. Gì đó bao? Đi trên bờ mà nhói chân vậy? Wow, trời ơi. Trời ơi, hên quá. Ủa cả nhà ơi, 2-3 con lươn luôn, cái trê nữa. Cả nhà biết không, hồi sáng á, bà nội mấy cái lò cá của Mận á, mệt bà nội dở nha, nguyên một con cá trê bộ bằng này luôn nè, cá trê trắng cái đầu nó đỏ luôn á, lâu quá. Ê trời, được con cá chạch nữa nè, lâu lắm rồi mới thấy con cá chạch luôn á. Mấy con lươn này luôn rồi.
Trời ơi là trời. Cái bà này dễ bị lừa quá đi. Ui, cả nhà ơi, con cá trạch nè. Con cá trạch đồng của mình nè. Sâu lắm luôn rồi, bạn mới thấy luôn á. Ôi nè, con cá này là mấy năm nay luôn không có thấy nó luôn, lâu lâu mới được con, nó cũng không khác gì con lươn cho mấy ha, nó cũng nhanh lẹ lắm nè. Bỏ nó vô đây luôn. Ủa con cá chê nè, bắn bỏ nó vô đây luôn đi. Để mắt con một hồi cái lên xuống là nhảy nữa. Trời ơi, con cá chê trắng. Không như hôm bữa đâu, vẫn ngồi trên cái lưới này. Thằng Hào đi xuồng cũng mắc nhảy xuống vớt nó lên hết trơn. Thằng này không có vớt nữa đâu. Ôi, tép ở đây quá chừng bự luôn. Tép đi con, quá chừng bự luôn nè. Vậy đó, bự vậy mà đặt lập không có vô. Đang kiểm tra coi là có bao nhiêu lỗ nè. Nếu biết đường tính nhiều quá thì mình vô mình lấy đồ mình may lại. Ừ, cái này cưa cũng bị nhiều ha. Cho nó qua đây đi. Rồi bốt rồi, đi là đem theo đồ mới được. Ây da. Đau quá. Kê một lượt luôn. Xíu nữa rồi muốn lên bờ, bờ muốn đổ ra lại cả nhà, đổ ra muốn khoe cả nhà nha. Bây giờ bắt nó vô cái đã. Để nó công nó nhảy nữa. Đã chưa? Lên xích trên giúp mình quay đi, cái đi xuồng lại như thế nha. Quay đầu lại. Ai mà không cần cũng không sao, mà không cần quay cũng được nữa. Qua đoạn này à.
Trời ơi, của con kìa. Của con tép. Ây da. Bước vô mùa mưa rồi ha cả nhà. Mưa xuyên suốt luôn. Mưa không có ai đi mần được gì luôn. Mưa này người ta đói hết rồi. Quá chừng luôn, tép cái này tép nhiều nè. Ui quá trời tép cả nhà ơi. Cái con này nè. Đã chưa? Dốc hết trơn luôn. Wow, tép bự không? Thôi nó quay, quay như con cháu vậy. Còn hai cái nữa, hy vọng cái thứ ba này có nha cả nhà. Mấy bữa nay cái thứ ba này nó ít xỉu luôn. Mấy cái đường nước như vậy đó mà đặt lò không có cá. Có lẽ đường nước chảy gì vô được cá không, mà nếu mà đặt lại chắc là vô cua dữ lắm luôn á. Rồi mà dính vô cua, cua nó vô rồi là cắn hư lò hết. Còn cái cuối cùng đầu tiên dở im quá. Còn có một cái 12 cửa thôi nha, cả nhà vẫn thăm thử luôn. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chê. Nó một cỡ luôn. Trời ơi, nó gắt nè ông ơi. Nè, nguyên lỗ chà bá ở đây luôn.
lẹ quá. Con cá kê một lượt luôn. Xíu nữa rồi muốn lên bờ muốn đổ ra lại cả nhà, đổ ra muốn khoe cả nhà nha. Bây giờ con bắt nó vô cái đã. Để nó công nó nhảy nữa. Cá chua. Được một nồi canh chua cả đời luôn. Khi cá chê ăn ngon lắm. Món này mấy cái khó. Được lại, được lại. Trời ơi. Bên đây thì một bầy nó lao kiến khủng luôn. Bốn con cá lồng kiến. Thì nãy em ru anh cổng mà em ru à. Nó bị dướng cái gì vậy ta, nó nặng cực kỳ luôn á. Ây da. Cái này lúc nào nó bự.
con cua ở trỏng nó ngay cả nhà chút xíu nó măng lụm. Ôi cá bữa nay quá chừng luôn. Cả nhà biết sao bọn thích đi xuồng không? Là tại vì mỗi một lần mà đi á là cái xuồng này nó tính ra nó cũng không có nặng lắm, mà kéo ra kéo vô vậy nó lu bu lắm, mình lội nước cho nó nhanh. Thêm một cái nữa là dạo này á xuồng bị bắn thường xuyên luôn, sóng bẩn người ta móc quá trời. Cái này á là tép nhiều nha cả nhà, tép quá chừng nhiều luôn nè, tép nhiều dữ lắm, nhiều luôn. Mà ốc cũng nhiều nữa. Ốc này là khỏi cần đi mò luôn. Trời ơi, con cá là kiến. Còn cái này thì quá chừng rồi ha. Đã luôn. Này để mở. Mở mở ra. Nghe tiếng máy bay bay trên trời. Cái nhớ lại hồi nhỏ. Hồi đó 9 tuổi cái Mẫn lên thành phố. Hồi đó 9 tuổi là Mẫn bắt đầu đi bồng bướm rồi nha cả nhà. Cứ mỗi lần nghỉ hè là Mẫn được đi rồi đó. Mẫn đi giặt đồ, đi rửa chén. Cứ mỗi lần mà thấy máy bay cứ chạy ra nhìn, mỗi lần thấy máy bay chạy qua nhìn. Nhưng mà trên thành phố thì máy bay người ta bay thường xuyên lắm, chạy ra nhìn miết luôn. Đi cái chừng nhìn cái chừng tháng gì đó là nghỉ nhìn này. Wow, cả nhà thấy cái trê của Mẫn chưa? 1, 2, 3, 4 con cá trê, 2 con lươn, 1 con cá chạch. Bữa nay quá chừng trúng mánh luôn. Phải, bọn thích ăn cá chạch lắm nha. Mà cá chạch nó có xương nha cả nhà. Cá chạch kho nghệ ha. Nè, lâu lắm rồi mới thấy. Thấy mấy chú đặt trúng cá chạch nè. Lợp cá chạch đó vô quá chừng luôn. Mà đồng nhà Mẫn thì không có đâu. Đồng nhà Mẫn ít lắm. Lúc trước cái nha cả nhà, là mấy năm trước á, cá chạch nhiều dữ dằn luôn. Đặt vốn hả là nó vô nhiều dữ lắm. Nhưng mà không biết sao, lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi là chỉ có một lần, là chỉ có lần này là Mẫn đặt vốn vô nè. Còn lần trước thì đặt là tép được, được thấy được con. Nếu mà cả nhà thích video này của Mẫn á, cả nhà nhớ cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo hộ Mẫn luôn nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nè.